Khách mời 4.0, khách mời của thời công nghệ. Vị khách mời đặc biệt ngày chúng tôi. Thêm một điểm đặc biệt nữa của thiệp cưới công nghệ so với cả thiệp cưới truyền thống. Thay vì bạn phải ngồi viết tên của từng vị khách mời kèm theo những mẫu câu cực kỳ nhàm chán như trên thiệp giấy, thì đối với khách mời công nghệ, những vị khách mời thông thái và đặc biệt này sẽ tự mình vui vẻ điền thông tin của họ vào một cái form thông tin ngày hạnh phúc. Trong form thông tin này gồm có họ tên, email, số điện thoại và khả năng tham dự lễ cưới cũng như là số người sẽ đi cùng. Chính những thông tin này sẽ giúp cho bạn và gia đình bạn có những số liệu thống kê chính xác nhất về số lượng khách mời và khả năng tham dự lễ cưới của họ. Vừa tiện cho khách mời, vừa rất có ích cho gia đình bạn, đúng không?